Hello, xin chào các bạn đã đến với kênh YouTube của mình. Video ngày hôm nay mình sẽ tiếp tục tạo ra những sản phẩm, những video thật là đẹp, tuyệt vời và ý nghĩa để gửi tặng đến các bạn. Nhưng mình mong rằng các bạn khi xem video của mình thì hãy ủng hộ mình bằng những lượt like và lượt đăng ký kênh để mình tiếp tục với động lực ra video. Mình cảm ơn các bạn rất là nhiều, mình không biết nói gì hơn, mình cảm ơn các bạn rất là nhiều. Chúng đang xíu cho mò này các bạn này. Cái thùng mò này mắc thịt mắc phê. Thật. Chả nó đồng tiền mặt nữa, mẹ ngủ mẹ không giấc. Nhìn kia thì các bạn chỉ có mù mắt. Là mù mắt. Nhưng bây giờ cho em làm này em không làm quen cứ. Đang làm cái này thì thích rồi. Đây làm không quen. Mò nó không mất người rồi, anh bây giờ chứ anh làm hay suốt đời là máu nó có một kinh cỡ rồi. Anh làm cái này cái lúc em nghỉ rồi đúng không? Nhưng mà sau được cái hôm mình quay quay anh. Hả? Đấy. Anh làm chính là cái đấy hôm em nghỉ rồi đúng không? Ngày sau anh bắt đầu vào. Đâu nhỉ? Anh mới làm hôm nào? À em... hôm thế anh làm được 2 tuần trước rồi. Anh mới có 2 tuần trước. Lúc em nghỉ là nghỉ mấy tháng trước cơ mà. Tầm tháng, 2 tháng trước. Không, nhưng mà anh cũng mới làm này rồi. Anh mới làm này rồi. Hai là ba phần. Mình đang tôi mò quen anh cứ cho lên tải video không làm quen. Anh cũng nhớ tải video. Mỗi tuần là cái qua ai thì anh nhớ mang máng này. Qua C với tập hợp thì anh quên mẹ như thế nào. Tại video anh quyết bảo file em phát em nhớ luôn. Bảo đúng một lần. Tại cái đấy em cũng biết chưa rồi. Biết trước là nó sẽ tải như nào rồi nhưng mà anh cứ lại cho sang cái tab khác tải ở trên cái web khác thôi. Nhưng mà nói chung là sau cha nào mà tải cha nào mà tải là một máy tính mó là các cái gì thôi nghĩ là hết tất cả các loại hành trình nó để ứng dụng này nó gọi là gì nhỉ? Sử dụng như thế nào? Ứng dụng là như những cái thằng mà ở bên công ty khác nó tạo ra mà. Ứng dụng là nó chỉ phối hợp thôi. Bình thường là những cái mà làm đấy, ông mà tạo ra khi đất máy tính là cho tên. Thật. Nghĩa là chỉ lập cái này nó ở nhầm. Nói chung nhiều cái tạo. Bây giờ nha, nghĩ ra làm thế nào để mà bây giờ YouTube nó lên mình là chỗ còn điện thoại nó thay cái điện thoại chúng ta chỉ là tạo ra nhưng mà nó là những ứng dụng khác tải vào đây rồi dùng như còn bây khi nó mất cái khác thì nó dùng một cái khác cơ như bây giờ mấy cái nói chung là không phải là ứng dụng là nhiều đây như bây giờ mình là chủ công ty máy tính đầu tiên đi thì có những cái người mà người ta tạo ra ứng dụng người ta muốn kết hợp với mình. Thế nhưng mà làm thế nào để cho ứng dụng người ta vào mới là vấn đề. Thì đấy nó đã khó rồi. Nhiều tiền là nhiều mùi mì. Em mà có tiền giờ không còn phải ngồi đây đâu. Em đang đi ăn bánh mì rồi đấy. Hôm nay ở nhà 6:40 mới dậy. Sau hôm ít đồ. Tạm đồ đi dậy đấy. Em hôm cùng mấy miếng xôi xong đi. Xôi cho là xôi nấu chứ không phải là xôi ấy nha. Xôi nấu xôi nhà ngon hơn. Nhưng em ăn có mấy miếng xong đi luôn. Đến giờ rồi. Đúng nhỉ, mấy anh đi đây đông đủ với nhau, nói chuyện với nhau. Ai thật. Thì bệnh như kiểu một bệnh một góc. Sáng thì cũng có người ấy, nhưng mà việc nào làm mình từ đấy. Chán chuyện với nhau. Thật. Hello, xin chào các bạn đã đến với kênh YouTube của mình. Video ngày hôm nay mình sẽ tiếp tục tạo ra những sản phẩm, những video thật là đẹp, tuyệt vời và ý nghĩa để gửi tặng đến các bạn. Nhưng mình mong rằng các bạn khi xem video của mình thì hãy ủng hộ mình bằng những lượt like và lượt đăng ký kênh để mình tiếp tục với động lực ra video.
Mình cảm ơn các bạn rất là nhiều. Mình không biết nói gì hơn. Mình cảm ơn các bạn rất là nhiều. Em đi lên công ty phụ chơi. Bây giờ chị đi tôi mỏi nha. Lúc trước mà kiểu bọn nó rủ còn 30 phút cuối bọn nó rủ xem phim ma cho nó. Ôi, lần lần trước là có thằng Kiệt, thằng Cầy nó vào đấy đúng không? Đúng rồi. Nó không làm được là xem cái chương trình đâu. Nó thấy chán nên là nó ngợi. Nhưng mà nó làm mua kênh là khả năng dùng em thôi nên là nó ngửi là cũng được. Chả sao, đúng không? Làm cái kia nó không nhớ được luôn. Thật, nó nhớ, nó ngáo lắm, ngáo hơn cả cái con hành lý chính kia luôn. Nó bú xì lắm khóe, giờ nó cứ ngao. Đưa đưa ngon áo ấy. Nhưng nó không làm được đâu. Một tình duy nhất rồi là kêu chán nữa. Nó làm được có một buổi sau nó kêu chán luôn mà. Sau nó cố làm thêm nó ngảy rồi. Cố làm thêm một buổi hay là hai buổi nữa nó ngảy rồi. Nhưng mà chủ yếu là mình mua được kênh không là chuyện. Đúng rồi, mua được kênh không. Nhưng mà mua được kênh không là chuyện. Chỉ có cái trong 4 tháng đó chị em làm đây. Chỉ có anh kia là mua được một kênh, còn lại không ai mua được kênh luôn. 4 tháng. Mua kênh cũng khó. 4 tháng duy nhất một kênh là mua được. Do anh kia mua. Để biết cách mua, biết cách chọn kênh cái thứ. Hoặc là cũng gọi là hiểu hết tất cả về cái kia mạng mềm bằng tiền mọi trên kênh rồi. Đây mình gặp kênh nào hỏi mua lên kênh đấy cho tốn thời gian. Chỉ nó được nhiều cẩn thận nhưng mà nó tốn thời gian ấy. Anh ấy cũng tốn thời gian tương đương mình thôi nhưng mà gặp đúng người đối tượng. Khả năng là có mua cái ông đấy này với cả kia cha gì. Cha gì ở cuối ngõ đây. Cha gì cuối ngõ này là chưa có làm đây. Công anh kia cũng khen là làm được đây nhưng mà kiểu như là mãi chơi quá. Làm được nhưng mà mãi chơi quá. Cái cha mà ở dưới đây mấy hôm em cũng gặp sau nó toàn đi đâu ấy. Nó đi xe buýt. Trên đời toàn ra cái ba lô đi đâu rồi ấy. Đi học đi xe bíp nhờ nhưng mà từ cái lúc em vào là ấy. Học trường nào đây xong cũng trường có đi thẳng bằng xe buýt đấy mọi người. Nhưng mà anh thấy nó xa quá thì phải đi. Từ trước giờ anh thấy thằng nào trong đây ngáo nhất? Mẹ ngáo nhất, nói làm gì? Thằng Cầy đấy. Nó ngáo ngáo chả biết cái gì luôn. Kiểu ngáo không biết cái gì. Em này còn biết, nó có biết cái gì đâu. Chỉ biết là ngồi thì nó chán thôi. Chán nó kêu chán vào ngồi được. Bây giờ nó ngồi được một buổi đã kêu chán rồi. Nhưng mà dạo này anh ít gặp nó. Toàn đi đâu không? Nó đi ít. Chứ thấy nó hay vào nhà đồi lắm. Nhìn đỡ. Nó hay vào chế độ hơn, như vậy mà trong một sáng. Hey.